Chipu Linh Jin, hai hot girl Hà Thành thân thiết 10 năm, sự nghiệp tình duyên trái ngược. Trước khi trở thành ngôi sao làng giải trí, các hot girl Hà Thành từng có thời gian gắn bó, thân thiết. Đến nay, bên cạnh tình chị em với Salim hay Đoàn Nhật Minh thì Chipu còn có cô bạn thân thiết là Linh Jin, em dâu tương lai của Tăng Thanh Hà. Linh Jin, Ngô Phương Linh và Chipu, Nguyễn Thủy Chi được biết đến là đôi bạn thân từ cách đây hơn một thập kỷ. Họ chẳng những bằng tuổi mà còn là những hot girl đời đầu nức tiếng ở Hà Nội. Mới đây, trong đám cưới của đạo diễn Ca Thị Uyên, cặp chị em này lại có dịp hội ngộ và đọ sắc, khiến dân tình khen nức nở. Có thể thấy, sắc vóc của hai nàng ngày càng thăng hạng, cuốn hút, ấn tượng. Nếu như phu nhân hào môn tương lai Linh Jin chuộng style sang trọng, thanh lịch, thì Chipu lại tạo nét với phong cách quyến rũ, táo bạo, khoe trọn vóc dáng ngọt ngào. Không chỉ tại đám cưới của đạo diễn chị em mà trước đó, cặp đôi này còn thường xuyên đăng tải hình ảnh thân thiết, khẳng định tình bạn mãi keo. Hai nàng chẳng ngần ngại đọ sắc trong cùng khung hình. Trước đó, họ từng nhiều lần hội ngộ trong các sự kiện, bữa tiệc xa hoa, hay thậm chí họ còn rủ nhau đi du lịch. So sánh hình ảnh ngày ấy, bây giờ của hai nàng hot girl, nhiều khán giả cảm thấy thích thú bởi thời gian như lãng quên Chipu và Linh Jin. Càng ngày, cặp đôi bestie này càng trẻ trung, nhuận sắc. Tuy có điểm chung về tuổi tác và nhan sắc nhưng đường tình duyên và sự nghiệp của hai nàng lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Chipu thành công nam tiến, trở thành nghệ sĩ đa năng, tham gia đủ mọi mặt trận từ diễn xuất, MC, người mẫu cho tới ca hát, thì Linh Jin lại chọn đi thi nhan sắc nhưng không mấy thành công. Với tính cách cá tính, mạnh mẽ, Chipu chọn cho mình con đường không mấy bằng phẳng, đầy chông gai và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Từ khi debut cho tới giờ, Chipu vẫn luôn gây tranh cãi bởi giọng hát. Từng có thời gian, khán giả thấy nàng hot girl Hà Thành chuyển hướng kinh doanh mỹ phẩm. Cô trở thành CEO và cho ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp riêng. Còn với Linh Jin, cô từng tham gia các cuộc thi như Miss QC 2010, HTT Icon 2007, Miss Teen 2010, The Look 2017, đồng thời thử sức ở mạng MC, ca hát và diễn xuất. Thế nhưng may mắn không mỉm cười với người đẹp 9X khi không thể vụt sáng trong showbiz. Sau này, cô chọn sang Anh để du học. Đến thời điểm hiện tại, cô gần như rút hẳn khỏi showbiz để tập trung kinh doanh. Đầu năm 2022, cô được bổ nhiệm vị trí giám đốc thương mại công ty IPP Travel Retail thuộc tập đoàn IPPG do gia tộc Jonathan sở hữu và điều hành. Cũng từ đây, Linh Jin chính thức bước chân vào gia đình hào môn. Cô và thiếu gia Philip Nguyễn, con trai tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị về chung một nhà trong năm nay. Họ từng có khoảng thời gian hơn 2 năm hẹn hò lãng mạn và từng tan hợp mấy lần trước khi đính hôn. Trong khi đó, Chipu lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù trước đó, cô từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các tổng tài thuộc gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam. Thế nhưng, chưa một lần giọng ca anh ơi ở lại lên tiếng về vấn đề này. Có thể thấy, cặp bạn thân Chipu, Linh Jin có nhiều điểm chung về nhan sắc, tính cách. Song họ lại có hành trình sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên trái ngược đến ngỡ ngàng. Nếu bạn đích thị là một chiếc camera chạy bằng cơm hoặc chỉ đơn giản là đam mê hóng hớt thì Dình Sao là nơi dành cho bạn.